rất là ngon. Bây giờ mình sẽ mua một con về mình nấu canh ngót nha mọi người. Giờ mình bắt một con và mình đưa cho cái chú làm cá ở chợ, họ sẽ làm sạch cắt khúc ra cho mình, rồi về nhà mình sẽ chế biến nấu canh ngót nha. Cá này ăn ngon lắm. Bây giờ mình sẽ đi rửa cá, tí nữa mình sẽ quay trở lại mình giới thiệu những cái gì mình sẽ nấu cho cái nồi canh ngót của mình ha. Thì cá mình mua ngoài chợ về người ta đã làm sạch, và đây con cá này khoảng hơn 4 pheo, nó là 17 đồng, 4 đồng 1 pheo, 4 x 4 16, thế này là 17 đồng, gần 18 đồng đó mọi người. Giờ mình đi rửa ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xả nước, mình rửa cá. Thì cá này mình sẽ xả, trước tiên mình sẽ xả 2-3 nước này, nước lạnh này cho nó sạch máu cá đi ra. Rồi sau đó mình sẽ làm gạo vẫy lại mọi người. Ngoài chợ người ta làm được chứ người ta cạo cũng không có sạch bằng mình đâu. Rồi mình sẽ phải cắt cái mang nó đi, và mình sẽ phải lấy hết cái máu trong cái lưng, sống lưng của nó ra thì nó mới hết tanh. Cá biển nó tanh dữ lắm. Sau đó mình rửa lại với lại nước chanh, nước cốt chanh và muối thì nó sẽ sạch và thơm miếng cá của mình ha. Bây giờ mình bỏ muối vô nè, và mình đi cắt cắt chanh. Mình vắt vô đây khoảng nửa trái chanh hay hơn nửa trái chanh gì cho nó thơm. Mình dục cái vỏ vô trong đây luôn, cái vỏ chanh nó cũng làm cho mùi, nó bán mùi tanh hay lắm, cho nên mình sẽ dục vô đây và mình sẽ ngâm đây một xíu ha, khoảng 5 phút. Sau đó mình sẽ vớt cá ra và mình rửa lại nước lại một lần nữa và để ráo. Đây, cá mình đã rửa sạch và để ráo rồi. Bây giờ mình sẽ đi ướp cá ha. Thì cá này mình sẽ ướp với lại xíu muối, xíu nước mắm, xíu tiêu và một xíu đường. Và đây là các loại rau để mình nấu canh ngót ha. Mình có cà chua, cành tây. Mình không có cành tàu thì mình nấu bằng cành tây ha. Và hành lá. Bên đây thì mình có thêm tỏi, hành tím và mấy trái ớt. Và có thêm miếng chanh nữa để mình tí mình ăn, mình vắt vô tô canh cho nó thơm ha. Thì có người nấu với củ cải trắng nữa, nhưng mà mình thì mình không có nấu củ cải trắng ha. Và bây giờ mình sẽ đi cắt nhỏ cà chua, hành cần và đập tỏi, hành, ớt ra để nấu canh ha. Đây mình đã cắt xong rồi, hành tím, hành củ lá, hành tỏi mình đã đập dập hết rồi. Và bên đây thì rau mình đã cắt, cần mình đã cắt, hành mình đã cắt, khúc và cà chua mình đã cắt muối cao rồi ha. Thì cần tây mình cứ cắt xéo xéo miếng nhỏ nhỏ vừa ăn được rồi. Hành thì mình cắt khúc khúc bằng cái khúc cần, nói chung cắt to to đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nồi mình đi nấu canh ha. Thì bây giờ mình sẽ mở bếp lên và nóng. Nồi nóng thì mình sẽ cho dầu ăn vô để mình xào hành, củ, tỏi và ớt, hành lá rồi đó, mấy cái gia vị làm cho nó thơm á. Dầu nóng thì mình sẽ cho củ hành, hành lá vô trước, hành lá và củ hành tím vô mình xào cho nó thơm trước, và sau đó mình sẽ bỏ tỏi với quên, tỏi và ớt vô sau ha. Mình sẽ xào cho nó thơm, thịt thơm đó, rồi mình mới bỏ tỏi vô, chứ không thôi bỏ tỏi vô nó sẽ khét trước mà mọi người đó. Rồi sau đây mình sẽ thơm, rồi mình bỏ ớt vô là sau cùng, chứ bỏ ớt vô trước nó cũng mau khét và nó làm cho mình dễ bị sặc mùi lắm đó. Bây giờ thơm, rất là thơm rồi. Và mình phi thơm thì mình sẽ gấp ra, chứ mình không có để ở trong trong nồi ha. Mình gấp ra như vậy rồi khi nào
mình nấu canh xong mình sẽ bỏ mấy cái hành tỏi phi này lên trên, chứ mình không có nấu chung với cá. Thì bây giờ mình sẽ đi bỏ nước sôi vô. Mình có một cái ấm nước sôi kế bên là mình sẽ rót nước sôi vô để mình nấu canh cho nó lẹ. Nước này thì là nước sôi rồi cho nên mình nấu cũng lẹ sôi lắm. Sôi thì mình sẽ thả cá vô đó, mình mới thả cá vô và bây giờ mình nấu chờ cho nước nó sôi lại để mình hết bọt ha. Đó, bây giờ nước sôi thì mình sẽ hết sạch bọt này đi và chờ cá chín. Hết hết bọt thì cá nó mới nồi canh của mình nó mới ngon. Đó, bây giờ cá chín rồi nè. Mình sẽ nêm vô đây là muối, tại nãy giờ mình chỉ ướp cá thôi, mình chưa có nêm ha. Giờ mình sẽ nêm vô nước canh là muối và một xíu bột ngọt. Chứ mình không có nêm đường nữa nha. Canh này thì mình không có nêm đường nhiều, nãy mình ướp cá có đường rồi cho nên giờ mình sẽ rắc thêm một xíu bột ngọt. Và chút xíu nữa thì mình sẽ nêm thêm một xíu nước mắm. Nêm nước mắm vô và bây giờ mình cá chín thì mình sẽ bỏ cà chua vô trước. Cà chua chín rồi á thì mình mới bỏ cần vô, cần hành vô và mình nêm nêm nước mắm vô. Nêm tiêu vô nữa là xong. Thì canh ngót này có người còn gọi là nấu mặn, nấu giống như là nêm mặn hơn canh một chút xíu, như canh bình thường nêm mặn hơn một chút xíu ha, thì gọi là mặn mặn. Đó, mình nghe người miền Tây gọi là canh mặn hoặc là cá kho mặn là nấu như vậy đó mọi người. Không biết có đúng không, nếu sai thì mọi người cho mình ý kiến nha. Mình chỉ biết gọi là canh ngót thôi. Và canh này thì có thể ăn với bún cũng được nữa. Và mình đã nêm nếm gia vị xong, muối, mắm mình đã nêm mặn vừa theo ý thích gia đình mình rồi, thì mình chỉ nêm tiêu, thêm tiêu nữa cho nó thơm là xong rồi mọi người. Mình sẽ bỏ cái hành ớt tỏi phi hồi nãy của mình đó, giờ bỏ lên trên nữa là xong cái nồi canh, rất là thơm luôn mọi người ơi. Tự nấu rồi tự khen luôn, thơm lắm. Và bây giờ mình sẽ múc ra và ăn thôi. Ở đây là tô canh của mình mới múc ra còn nóng hổi luôn. Có thêm một chén nước mắm ớt, ớt rất là cay đó mọi người. Đây là miếng cá nè, đây là cái khúc đuôi của nó đó. Mình cho mọi người coi cái cá này ăn rất là ngon, mình rất thích, mình là kén ăn lắm. Cho nên mình phải cá ngon mình mới ăn. Thì đó là mình chia sẻ mọi người cá này nấu ngót cũng ngon, không thua gì cá chim hoặc là các loại cá khác đâu. Ai chưa nấu thì nấu thử nha. Món này thì ăn với bún cũng rất là ngon. Thì khi nào mình ăn thì mình sẽ vắt chanh lên cái tô canh. Còn bây giờ mình chưa ăn thì bây giờ mình chỉ có muốn chia sẻ với mọi người đó. Cá thịt không à, nó không có xương nhiều, nó chỉ có xương ở cái phần đầu nó thôi, chứ còn phần mình nó là thịt và xương sống lưng thôi. Và cá chấm với nước mắm ớt cay cay, thịt cá ngọt ngon lắm mọi người, cho nên được gọi là cá cam, chắc mình nghĩ là vậy. Đó, rồi bây giờ mình xin kết thúc cái video clip nấu canh ngót, canh mặn của mình hôm nay tại đây nha. Và xin hẹn tất cả mọi người vào những cái video clip tiếp theo. Xin chào, bye bye.